Chào tất cả các em, cô trò chúng ta cùng nhau chuyển sang bài số 9 nhé. Và bài số 9 của chúng ta có chủ đề in the shops, nghĩa là trong cửa hàng. In là trong và the shop nghĩa là cửa hàng, trong cửa hàng. Và bạn đến cửa hàng và thấy có rất nhiều đồ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được học rất nhiều dụng cụ và đồ ở trong cửa hàng đấy các em ạ. Các em sẽ cùng cô đến với phần đầu tiên. 1. Listen, point and repeat. Nghe, chỉ và lặp lại. Các em nhìn qua bốn từ mới của chúng ta, đó là boxes, mops, bottles, pots. Trong bốn từ mới này, các em nhìn thấy có đặc điểm chung là gì? À, có rất nhiều bạn đã phát hiện ra rồi, đó chính là có bốn từ này đều có âm o, đúng không? Và âm o trong tiếng Anh sẽ đọc là gì? Chúng ta sẽ cùng đến với bài học ngày hôm nay, cách phát âm âm o trong tiếng Anh nhé. Nào, các em sẽ phát âm theo cô. O, o, o. Đây là âm o trong tiếng Anh. Và chúng ta phát âm là o, o, o. Âm o, chữ cái o chúng ta gặp ở trong những từ mới chúng ta học ngày hôm nay. Cô trò chúng ta cùng nhau đến với từng từ mới một nhé. Mời các em nghe và đọc theo cô. Boxes, boxes nghĩa là những cái hộp. Mops, mops nghĩa là chổi lau nhà. Bottles, bottles nghĩa là chai, lọ. Pots, pots nghĩa là những cái nồi. Vậy mời các em hãy nghe băng và đọc theo nhé. Oh, oh. Boxes, mops, bottles, pots. Very good. Các em sẽ đọc theo nhiều lần, bật băng lên và chúng ta sẽ đọc theo để thuộc được bốn từ mới này nhé và biết cách đọc một cách chính xác nhất. Và sau đó các em cũng cố gắng để nhớ được mặt chữ, mặt từ để chúng ta có thể viết được những từ này nhé. Cô mời các em chuyển sang phần tiếp theo. 2. Point and say. Chỉ và nói. Trong phần này chúng ta tiếp tục được ôn lại bốn từ mới chúng ta vừa học. Cô chỉ đến một đồ vật nào đó, các em sẽ nói nhanh cho cô tiếng Anh là gì nhé. Đầu tiên cô sẽ chỉ vào hai chiếc hộp của chúng ta. Hai chiếc hộp này sẽ đọc là gì hả các em? À, hai chiếc hộp có những chú khủng long rất ngộ nghĩnh đây. Chúng ta đọc là boxes, boxes. Very good, rất tốt. Và cô lại chỉ vào cái nồi. Những chiếc nồi rất là xinh xắn này, mẹ đã mua về đây. Và chiếc nồi đọc là gì? À, đó chính là pots, pots. Very good. Ở trong đây còn có những chai nước nữa, còn có những cái chai này. Và cái chai này sẽ đọc là gì hả các em? À, đó chính là bottles, bottles. Do là số nhiều cho nên các em phải đọc là s ở đằng sau các em nhé. Và những chiếc chổi lau nhà, mẹ mua rất nhiều chổi lau nhà đây. Vậy chổi lau nhà chúng ta sẽ đọc là gì? Mops, mops. Very good. Vậy các em về nhà hãy chỉ vào những đồ vật này và đọc lại nhiều lần để chúng ta thuộc từ mới nhé. Cô mời các em chuyển sang phần tiếp theo. 3. Chant, vỗ tay. Trong bài này, các em sẽ được nghe video những giai điệu rất vui nhộn và chúng ta sẽ vỗ tay theo các em nhé. Mời các em hãy nghe và đọc theo cô một lần nào. Mops and pots. There are mops and there are pots. Bottles and boxes. There are bottles and there are boxes. Chổi lau nhà,
và những chiếc nồi. Có những chiếc chổi ở lau nhà và những chiếc nồi. Những cái chai và những cái hộp. Có những cái chai và có những cái hộp. Còn bây giờ, cô mời các em hãy lắng nghe lời của bài hát. Chúng ta hãy vỗ tay và hát theo nhé. 1, 2, 3, 4. Oh, oh, oh. Mops and pots. There are mops and there are pots. Oh, oh, oh. Bottles and boxes. There are bottles and there are boxes. Bài hát rất vui đúng không? Chúng ta hãy về nhà, bật băng lên và chúng ta hãy nghe lại nhiều lần để thuộc lời bài hát nhé. Và khi thuộc được bài này rồi, chúng ta sẽ thuộc được rất nhiều từ mới đấy. Đó là từ mới mops, chổi lau nhà, pots, những cái nồi, bottles, những cái chai, và boxes, những cái hộp. Và chúng ta học, chúng ta được làm quen với cấu trúc there are, có, đúng không? Còn bây giờ, cô mời các em sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé. For, listen and tick, nghe và tick V đối với đáp án đúng. Trong câu 1, one, các em nhìn thấy có hai bức tranh, đó chính là những chiếc hộp, boxes, và những cái chổi, mops. Vậy, cô mời các em hãy chú ý lắng nghe băng, xem đoạn băng muốn nói những cái gì nhé. 1. They are mops. They are mops. Các em nghe thấy gì? They are mops. À, đó chính là không phải là boxes, đúng không? Mà là mops. Mops. Những cái chổi. Và chúng ta nghe tinh hơn nữa, chúng ta sẽ nghe thấy câu they are mops. Chúng là những cái chổi. Vậy đáp án đúng của chúng ta chính là đáp án B. Very good. Chúng ta cùng chuyển sang câu số 2. 2. Trong câu số 2, chúng ta có nhìn thấy hai bức tranh. Đó là những cái nồi, pots, và những cái chai, bottles. Các em hãy chú ý lắng nghe nhé. 2. They are pots. They are pots. They are pots. Các em nghe thấy gì? À, chúng ta nghe thấy có một từ quan trọng, đó chính là từ pots, những cái nồi, mà không phải là bottle. Bottle thì là những cái chai, nhưng chúng ta nghe rõ ràng đó là pots, rất rõ đúng không? Và bạn nào nghe giỏi hơn, chúng ta sẽ nghe thấy cả câu. They are pots. They are pots. Chúng là những cái nồi. Vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ chính là đáp án A. Very good, các em làm rất tốt. Bài nghe này có khó không hả các em? À, không khó lắm, đúng không các em? Các em về nhà hãy nghe băng nhiều lần để chúng ta luyện nghe cho thật tốt nữa các em nhé. Cô mời các em chuyển sang phần tiếp theo. Five, let's talk. Chúng ta hãy cùng nói. Và bài nói ngày hôm nay chúng ta được làm quen với một cấu trúc rất hay. Đó là cấu trúc there are. Có nhiều cái gì đó. Có những cái gì đó. Đúng không? Và khi mà có nhiều cái gì đó, chúng ta sẽ dùng cấu trúc there are. Và các em nhìn xuống những đồ vật ở phía dưới, bốn bức tranh ABCD. Chúng ta sẽ thấy bức tranh đầu tiên, chúng ta sẽ có những chiếc hộp. Và những chiếc hộp chúng ta học rồi, đó là boxes, đúng không? Vậy các em hãy nói cho cô câu có những chiếc hộp, chúng ta sử dụng cấu trúc there are. Nào, cô mời các em. Các em hãy nói theo cô nhé. There are boxes. There are boxes. Very good. Chúng ta chuyển sang bức tranh số 2. Đó là những cái chai. Những cái chai chúng ta đọc là bottle. Bottles. Vậy có những cái chai chúng ta đọc như thế nào? Chúng ta sẽ nói nào. There are bottles. There are bottles. Very good. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bức tranh C. Đó là những chiếc nồi.
Những chiếc nồi chúng ta đọc là gì? Pots. Vậy có những chiếc nồi chúng ta đọc nào? There are pots. There are pots. Very good. Và những chiếc chổi. Chổi là mops. Mops. Vậy có những chiếc chổi, mời các em nói. There are mops. There are mops. Very good. Và các em đã sử dụng cấu trúc there are để nói có những cái đồ vật ở phía dưới đây. Các em đã nói xong rồi, đúng không? Bây giờ cô muốn các em hãy mở rộng những từ mới mà chúng ta đã học rồi để chúng ta hình thành câu có chứa cấu trúc there are nhé. Ví dụ, cô muốn nói có những chiếc mũ. Những chiếc mũ. À, mũ chúng ta học là hat. Và những chiếc mũ chúng ta phải thêm s ở đằng sau và chúng ta phát âm là hats. Vậy có những chiếc mũ chúng ta sẽ nói như thế nào? Mời các em nói cùng cô nhé. There are hats. Very good. Có những con mèo. Con mèo chúng ta đã học là cat. Những con mèo chúng ta thêm s ở đằng sau thành cats. Cats. Và có những con mèo chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc there are. There are cats. There are cats. Very good. Có những quả táo. Các em đi học về rất đói và chúng ta nhìn thấy có rất là nhiều táo ở trên bàn. Chúng ta nói, chúng ta reo lên và nói có những quả táo. Vậy các em có nói được cho cô không? À, vậy cô trò chúng ta sẽ cùng nói nhé. Có những quả táo. There are apples. There are apples. Very good. Rất tốt. Vậy các em sẽ sử dụng những từ mới mà chúng ta đã học rồi để chúng ta hình thành câu với cấu trúc there are các em nhé. Cô mời các em chuyển sang phần tiếp theo. Sit, look and write. Mời các em sở sách giáo khoa và hãy viết theo những nét chấm 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 ở trong sách giáo khoa để chúng ta biết cách viết âm ở trong tiếng Anh nhé. Và chúng ta nhìn thấy bốn bức tranh ở phía dưới đều thấy thiếu một âm. Vậy các em sẽ giúp cô điền âm còn thiếu vào đây nào. À, những cái chổi. Những cái chổi là mops. Vậy âm còn thiếu của chúng ta đó là âm ở. Các em điền vào nhé. Những chiếc nồi, pots. Âm còn thiếu của chúng ta cũng chính là ở. Chúng ta cùng đọc nào. Pots. Những cái chai, bottle. Bottle. Và chúng ta cũng thấy thiếu âm gì? À, đó chính là âm ở. Chúng ta cũng thêm âm ở vào đây và các em đọc cho cô nhé. Bottles. Bottles. Bức tranh cuối cùng, chúng ta thiếu âm gì đây? Cũng thiếu âm ở và chúng ta sẽ đọc cho cô nhé. Bosses. Bosses. Very good. Các em sẽ đọc lại bốn từ mới này của chúng ta nhiều lần để chúng ta thuộc thật thuộc từ mới và biết cách viết của bốn từ này nhé. Cô mời các em cùng cô chuyển sang phần tiếp. Đây là một phần rất hay. Seven, sing, hát. Trong bài này, các em sẽ được học hát. Hát theo một bài hát rất hay. Nhưng bài hát này khá dài và tương đối khó một chút. Vậy các em sẽ cùng đọc theo cô nhé. Moths and pots. Moths and pots. There are moths and there are pots. The mops and pots are in the shop. Bottles and boxes. Bottle and boxes. There are bottles and there are boxes. The bottles and boxes are in the shop. Bài này khá khó cho nên các em sẽ đọc lại nhiều lần, các em nhé. Chúng ta cùng dịch ngữ nghĩa của bài nào. Những chiếc chổi lau nhà và những chiếc nồi. Những chiếc chổi lau nhà và những chiếc nồi.
có những chiếc chổi lau nhà và có những chiếc nồi. Những chiếc chổi lau nhà và những chiếc nồi là ở trong cửa hàng. Những cái chai và những cái hộp, những cái chai và những cái hộp, có những cái chai và có những cái hộp. Những cái chai và những cái hộp là ở trong cửa hàng. Rất hay đúng không? Bây giờ cô mời các em hãy cùng nghe bài hát và chúng ta cố gắng hát theo các em nhé. Mops and pots, mops and pots, there are mops and there are pots. The mops and pots are in the shop. Bottles and boxes, bottles and boxes, there are bottles and there are boxes. The bottles and boxes are in the shop. Bài hát này khá khó, cho nên cô sẽ mời các em hát lại một lần nữa nhé. Mops and pots, mops and pots, there are mops and there are pots. The mops and pots are in the shop. Bottles and boxes, bottles and boxes, there are bottles and there are boxes. The bottles and boxes are in the shop. Bài hát rất là thú vị, các em sẽ nghe lại bằng nhiều lần và chúng ta hát theo nhé. Bởi vì bài hát của chúng ta hôm nay cũng tương đối khó đấy các em ạ. Vậy bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô trò chúng ta sẽ cùng ôn lại một lần nữa các từ mới và cấu trúc ngày hôm nay chúng ta học nhé. Chúng ta học được những từ mới, đó là những dụng cụ ở trong gia đình của chúng ta. Đó là mops, chổi lau nhà, pots, những cái nồi, shop, cửa hàng, bottles, những cái chai, boxes, những cái hộp. Và chúng ta học được cấu trúc there are, có những cái chổi lau nhà, there are mops, có những cái nồi, there are pots, có những cái chai, there are bottles, có những cái hộp, there are boxes. Và còn có nhiều thứ nữa đúng không? Vậy các em sẽ sử dụng những từ mới mà chúng ta đã học rồi. Chúng ta sẽ hình thành câu có sử dụng there are các em nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy cùng xem giải bài tập, những video giải bài tập ở trong sách bài tập của chúng ta. Và chúng ta sẽ làm và xem đáp án nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Goodbye.